Đây là hai loại giống nho này thì đang rất là nhiều người thích trồng nhưng mà trồng không được. Để trồng được hai cái giống này thì mình phải cần phun những gì? Đây mọi người, mình sẽ cần hai gói này. Đây mọi người, hai gói này. Đây là gói nấm nè mọi người, Melody. Và đây là thuốc Radiant hay gọi là thuốc trái kè đó. Để mình muốn trồng được hai cái loại nho này thì mình phải phun thuốc nấm định kỳ cho cây. Thì về thuốc nấm mọi người thì cứ cách tầm khoảng là 7 đến 10 ngày mọi người phun vào cho cây. Về thuốc nấm. Còn thuốc Radiant này là thuốc chiên trị sâu nè, sâu ăn lá nè và chị bò chỉ mọi người đó. Thì mình sẽ kết hợp hai cái loại này với nhau và mình sẽ phun cây mọi người nha. Kết hợp hai loại này thì cách 7 đến 10 ngày mọi người phun một lần, mình phun thuốc định kỳ thì cây của mình nó sẽ không bệnh và nó phát triển rất là tốt. Đây là giống nho ngón tay đỏ mọi người, nho ngón tay đỏ nè, và đây là giống nho ngón tay đen đó. Thì hai loại nho này mọi người thì nho này nó sẽ có hạt mọi người nha, nho ngón tay đỏ này sẽ có hạt và trái rất là to mọi người. Đây mọi người xem trái rất là to. Và đây là giống nho ngón tay đen mọi người. Thì hai trái nó sẽ hình dạng nó sẽ khác nhau. Ngón tay đen thì nó sẽ thon hơn và nó dài hơn. Và nho ngón tay đen này thì nó sẽ không hạt tự nhiên. Cái nho này là không hạt tự nhiên mọi người, chứ không cần phải nhúng thuốc kích thích gì hết mọi người. Cắt hai trái này ra cho mọi người xem. Nho ngón tay đỏ mọi người. Mọi người xem. Một hạt mọi người. Và đây là giống nho ngón tay đen. Đây. Xem. Ngón tay đen là không hạt nha mọi người nha. Và hai loại nho mọi người thì đang rất là nhiều người thích trồng vì trái của nó đẹp nè. Thứ nhất là trái của nó đẹp nè, hình dạng trái đẹp, và thứ hai là trái ăn rất là ngọt. Ví dụ như là cái nho ngón tay đỏ mọi người, nho ngón tay đỏ này mọi người thì trái của nó ăn rất là ngọt và rất là giòn mọi người nha. Kiểu như ngọt thanh thôi, không phải là ngọt gắt mọi người, ngọt thanh thanh thôi đó, thì mình ăn sẽ không ngán. Và cái nho ngón tay đen này cũng vậy mọi người, ăn rất là ngọt nhưng mà cái vỏ của nó mọi người, cái vỏ nho ngón tay đen thì sẽ hơi chát một chút mọi người nha, ăn rất là ngọt và giòn. Và nho này sẽ không hạt, nho ngón tay đen này. Và hai loại giống nho này mọi người thì nếu như mà mình chăm sóc tốt mọi người thì sẽ từ thời gian chỉ từ là 6 tháng là cây ra trái mọi người nha, còn chậm có thể là 8 tháng mọi người là hai loại nho này. Một năm sẽ là hai vụ mọi người nha. Và nho này mọi người thì mình có thể mình trồng chậu nè, một shop một phi nhựa đồ được. Về cái diện tích chậu thì rộng 4 tấc cho lên mọi người, 40 cm đó, càng rộng thì độ bền của cây sẽ càng lâu hơn mọi người nha. Và khi mọi người mua giống thì bên em sẽ kèm theo là bịch phân bón rễ nè và bộ hướng dẫn trồng, hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành giống đến khi mà cây mình ra bông đậu trái luôn. Ví dụ như mọi người nếu như mà trong quá trình trồng nếu như mà cây mình không phát triển hoặc cây bị chết, mình có thể mình chụp hình lại mọi người nha, mình đừng có ngại chụp hình lại, mình gửi bên phòng Yola thì bên em sẽ gửi giống mới cho mình, cây đến mình nhận thôi, không trả bất cứ gì hết. Thì mọi người mình cần tư vấn giống mọi người mình vào trang TikTok của em mọi người, vào trang TikTok em có để đường link thì mọi người ấn vào đường link mọi người nha.